Kiên định anh hùng mạnh đấng kiên trung, sông Mã ngàn năm lịch sử oai hùng. Đây đồng cổ Bà Triệu thanh mẫu ngọc sao, quan lao phố kiều Yên Trường băng đã về thăm. Về Định Long Yên Phong Yên Thái, đi Định Hải Định Tường Yên Bái Định Tân, một vùng địa linh nhân hào anh kiên, trong ngoài sông mảnh đất anh hùng. Tự hào hôm nay Yên Định đổi mới, đói nghèo xưa chỉ còn trong giấc mơ, phấn đấu vượt trên những gì đang đạt được, tương lai mai sau hạnh phúc đem giàu. Bình yên hôm nay con người Thanh Hóa, sống một lòng vì nghĩa quê hương, luôn thương yêu đùm bọc nghĩa tình, xưng danh con lạc cho hồng Việt Nam. Anh hùng mạnh đấng kiên trung, sông Mã ngàn năm lịch sử oai hùng. Đây đồng cổ Bà Triệu thanh mẫu ngọc sao, quan lao phố kiều Yên Trường băng đã về thăm. Về Định Long Yên Phong Yên Thái, đi Định Hải Định Tường Yên Bái Định Tân, một vùng địa linh nhân hào anh kiên, trong ngoài sân mảnh đất anh hùng. Tự hào hôm nay Yên Định đổi mới, đói nghèo xưa chỉ còn trong giấc mơ, phấn đấu vượt trên những gì đang đạt được, tương lai mai sau hạnh phúc đem giàu. Bình yên hôm nay con người Thanh Hóa, sống một lòng vì nghĩa quê hương, luôn thương yêu đùm bọc nghĩa tình, xưng danh con lạc cho hồng Việt Nam. Luôn thương yêu đùm bọc nghĩa tình, xưng danh con lạc cho hồng Việt Nam.